Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em về thêm được một chiếc Mazda 3. Dòng này thì quá là phổ thông và hiện hữu với mọi người trên thị trường rồi. Cũng không phải giới thiệu quá nhiều, chỉ cần cho mọi người biết thông tin thôi ạ. Chiếc này của em là Mazda 3, sản xuất năm 2019, màu đỏ pha lê mọi người nhé. Biển số Sài Gòn, xe thì em đang cho rút hồ sơ rồi, nên là cái việc mà sang tên thì rất là đơn giản. Đặc biệt là anh chị nào mà sang tên ở Hà Nội thì không mất 20 triệu lệ phí cấp biển nhé mọi người nhé. Khá là hợp lý. Mazda 3, một trong số những chiếc xe mà bán chạy nhất ở trong phân khúc, cũng như là gần như là trong khoảng tầm 5 đến 7 năm gần đây thì dòng Mazda 3 này nổi lên như một hiện tượng. Thật sự nó quá là kinh khủng, doanh số bán ra nói lên tất cả mọi thứ. Thật ra thì nếu mà cá nhân em nhé, em thì em không, nếu như trong phân khúc này, em thì em không không ưng con này lắm. Không phải không ưng mà nếu để lựa chọn nhé, chiếc này và Cerato hay là Elantra thì em vẫn có nhiều sự lựa chọn như là Elantra hay là Cerato hơn. Thế nhưng mà cái dòng Mazda 3 này á, nó khá là đẹp, form dáng nó rất là đẹp, cái form nó đẹp. Ghế này rất là mới. Đó. Cái dòng này quá là phổ thông, của form nó đẹp, trẻ trung, năng động. Đặc biệt nhất là cái động cơ Skyactiv này nó vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Trong cái khoảng mức tiêu hao nhiên liệu mà em nhận định cho chiếc xe này ấy, thì nó rơi vào khoảng 3 xin lỗi mọi người, khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp mọi người nhé. Thậm chí là đi cao tốc còn không đến đâu ạ, rất là tiết kiệm luôn. Cốp bể đồ rộng rãi. Ở trong phân khúc hạng C thì chiếc này tuy không phải là chiếc mà có cảm giác lái tốt nhất, nhưng lại là chiếc mà bán chạy nhất. Tại vì thật sự mọi người nó rất là đẹp, form dáng nó đầy đủ, nó hài hòa từ đầu đến đuôi, hợp lý. Đây, mọi người nhìn cho em này, tất cả những cái chi tiết mà em cố gắng quay cho mọi người xem ấy thì đều thể hiện được là nó còn khá là mới. Đây, mọi người nhìn cho em. Đó. Rồi, ở đây thì có màn hình trung tâm, ghế đấy. Đó. Vô lăng này, có cửa nóc nha mọi người nhá. Đây trần xe đây, còn sáng và sạch, nó không hề bị bẩn đâu. Nói chung là ok, ổn ở trong tầm tiền, trong cái lượng tiền bỏ ra thì hợp lý. Cái này nó có bọc vô lăng nhá mọi người nhá, em vừa bóc ra thôi. Đây, mọi người nhìn cho em này. Rồi, để cho mọi người nắm được thông tin nhá, sau khi mà dọn dẹp spa xong thì em sẽ gửi đến mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn. Vì hiện tại xe này vừa ở trên xe lồng xuống cho nên là vẫn còn bụi bẩn và còn nhiều cái chưa được hoàn chỉnh. Để cho mọi người nắm được thông tin là em về một chiếc Mazda 3 thôi. Đây là chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2019, bản sedan 1.5, biển Sài Gòn sang tên Hà Nội, sẽ không mất tiền biển. Hiện tại thì em bán chiếc này với giá là 599 triệu mọi người nhá, 599 triệu. Chi tiết thì mọi người có thể alo trực tiếp cho em để trao đổi và thương lượng về giá cả, và chúng ta có thể trao đổi với nhau cho thoải mái. Bên em có nhận thu mua đổi các lại xe đã qua sử dụng mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Mọi người vui lòng alo trực tiếp cho em để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.